Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Bạn có muốn du học nhưng chưa có IELTS, gia đình không chứng minh được tài chính và chỉ với thời gian học từ 6 đến 1 năm tại Singapore, đây là một giải pháp dành cho bạn có thể đăng ký chuyển tiếp sang học ở Úc với thủ tục nhanh chóng mà không cần phải quay về Việt Nam. Và kết thúc khóa học, bạn còn được nhận các văn bằng chứng chỉ do trường Singapore cấp bằng. Vậy chọn trường nào thủ tục chuyển tiếp đơn giản, Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về các trường như sau. Đầu tiên là trường Samkuk. Samkuk có trụ sở tại Úc và Singapore nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo sinh viên ngày một tăng trên thế giới. Khóa học tiếng Anh bao gồm 3 cấp độ, mỗi cấp độ kéo dài 4 tháng. Học phí Anh văn là 3.210 đô cho một cấp độ 4 tháng. Khóa cao đẳng kinh doanh, học phí 15.921 đô hoặc khóa cử nhân 2 năm. Lịch khai giảng vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8 và tháng 10. Trường thứ hai là trường Đại học Curtin. Sinh viên học tại Curtin Singapore nhận bằng tương đương như du học tại Úc. Sinh viên có thể chuyển tiếp sang các cơ sở đào tạo của Curtin tại Perth hoặc Sydney với thủ tục visa đơn giản, gồm có chương trình tiếng Anh tổng quát từ 5 đến 20 tuần, tiếng Anh chuyên ngành có 3 cấp độ 10 tuần cho một cấp độ, cao đẳng thương mại truyền thông, gồm có cử nhân kế toán, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị hậu cần, marketing, thời gian học là 2 năm. Ngoài ra, bạn có thể chọn học Anh văn để lấy chứng chỉ IELTS tại các trường. Để được tư vấn thủ tục hồ sơ miễn phí, các bạn có thể liên hệ qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Để luyện Anh văn tốt, các bạn có thể tham khảo về Học viện Kaplan Singapore. Chương trình Anh văn của Kaplan Singapore từ sơ cấp đến cao cấp, luyện IELTS và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác. Khóa học tiếng Anh bao gồm 5 cấp độ, mỗi cấp độ kéo dài 2 tháng, học phí là 2.247 đô một cấp độ 2 tháng. Lịch khai giảng của trường là vào tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Thứ hai đó là Học viện EIC Singapore. Khóa học tiếng Anh bao gồm 4 cấp độ, mỗi cấp độ 2 tháng. Học phí cho chương trình học Anh văn là 1.500 đô đến 2.000 đô cho một cấp độ 2 tháng. Lịch khai giảng gần nhất là ngày 28 tháng 5, 6 tây tháng 8, 15 tây tháng 10 và 24 tây tháng 12. Và cuối cùng đó là Học viện Quản lý Nanyang, chuyên đào tạo về Anh văn và chuyên ngành trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Các khóa học tiếng Anh bao gồm 3 cấp độ, mỗi cấp độ kéo dài 2 tháng. Học phí là 2.200 đô cho một cấp độ 2 tháng. Lịch khai giảng gần nhất là hàng tháng. Các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường tại Việt Nam để tìm hiểu thêm về chương trình học cũng như học bổng của các trường. Đó là công ty Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0166515771. Và hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu thêm, đó là tân-đại-dương.edu.vn và tddvn.com. Chào tất cả các bạn, thì du học Singapore là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bạn học sinh Việt Nam muốn đi du học ở một nền giáo dục tiên tiến ngay tại khu vực châu Á. Và hẳn là bạn thắc mắc tại sao là các bạn lại lựa chọn Singapore làm điểm đến để du học. Thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn một vài cái lý do như sau. Thứ nhất đó là do cái môi trường rèn luyện tiếng Anh. Thứ hai là chất lượng giáo dục cũng như là cái thời gian mà nhận bằng thì ngắn hơn là các bạn chọn học ở các nước như là Anh, Úc hay là Mỹ. Và hơn nữa thì nền văn hóa ở Singapore thì là tương đồng với lại Việt Nam. Khi đi làm hồ sơ du học Singapore thì bạn không yêu cầu phải chứng minh tài chánh, vân vân. Và đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Nhật Gia Hân, một tân du học sinh Singapore, cùng trò chuyện với Gia Hân để tìm hiểu về quá trình làm hồ sơ cũng như là cái lý do tại sao Gia Hân lại chọn Singapore làm điểm đến để du học nhé. Chào Gia Hân. Dạ, chào chị. Em giới thiệu đôi nét về bản thân em. Em tên là Trần Nhật Gia Hân, em sinh năm 1995, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích cá nhân của em là em thích thể thao và em thích học đa số là những cái ngôn ngữ của các nước khác. Thường thì em ở nhà em hay học, tự học bằng tiếng Hàn và cũng nói được một vài câu bằng tiếng Hàn.
Em có thể là nói một vài câu với các bạn trong cái chương trình này không? Nếu như thì thường thì gặp người Hàn thì người ta gặp nhau người ta hay cúi đầu chào và nói câu xin chào nhau là anh nhân haseyo, rồi cảm ơn là kamsahamnida, và một vài câu em cũng không nhớ. Và với lại do học nhiều quốc tế nhẹ đôi khi trong cuộc sống của em nói chuyện với ba mẹ cũng hay lộn. Nhiều khi là nói chuyện ba mẹ bằng sử dụng tiếng Hàn dạ. Đúng không? Là em tự học thôi chứ em không có qua một thầy nào hết. Dạ, em tự học ở trên YouTube. Là em thấy có những dâu giảng viên người ta quay lại cái clip người ta chỉ cái cách học, cách viết. Thì em cũng có nói với ba em là mặc bây giờ người Hàn nói thì em không hiểu, nhưng mà em có thể, người ta nói vậy em có thể ghi bằng cái tiếng của người ta được. Mình ghi được. Ghi được nhưng không hiểu là Rồi, em thích thể thao gì, là cái môn thể thao nào là được em yêu thích nhất? Môn thể thao em yêu thích nhất là bơi. Tại vì thứ nhất là nó phù hợp với khí hậu Việt Nam. Thứ hai là nó cũng khi mà em bơi em thấy là tinh thần em thoải mái hơn, em cũng đỡ stress hơn. Em cho chị hỏi là lý do tại sao em chọn Singapore là điểm đến để mà du học? Tại vì ngay từ đầu thì ba mẹ em hướng em theo ngành kinh doanh. Thì Singapore là một trong những con rồng của châu Á. Ba mẹ nói là nếu mà học ở Singapore, môi trường tốt, khí hậu cũng tốt, với lại học được cái ý thức của người dân ở bển thì cũng sẽ tốt cho em. Nên ba mẹ quyết định là hướng em theo đất nước Singapore. Chị cũng được biết là do ông cũng đã có được bằng IELTS là 6 chấm rồi. Thì đối với sinh viên Việt Nam mình thì rất ít bạn là có được cái tấm bằng IELTS 6 chấm. Thì em có những cái kinh nghiệm hay bí quyết nào mà chia sẻ với những bạn đang muốn lấy bằng IELTS? Ngay từ đầu thì em cũng không nghĩ là em sẽ được 6 chấm. Tại vì từ hồi nhỏ em đã được ba mẹ cho em học tiếng Anh từ hồi em học lớp 2 rồi. Mà sau khi đó cái em cũng bỏ một thời gian em cũng quên luôn. Mà hồi đó em học tiếng Anh là em chỉ để học nói chuyện với người nước ngoài thôi. Mà bây giờ nhiều bạn cứ nghĩ là IELTS khó lấy, nhưng mà thật sự là rất là dễ, không gì khó. Chỉ mấy bạn cần chịu khó chăm chỉ nghe tiếng Anh mỗi ngày, rồi chịu khó học từ vựng, rồi ở trên những cái trung tâm Anh văn nó sẽ có chỉ cái cách viết bài sao cho hay, rồi chịu khó tìm thêm những từ mới. Rồi cũng sẽ có những cái mẹo để học nhanh tiếng Anh hơn thì sẽ giúp mấy bạn dễ đạt được IELTS 6 chấm. Thường thì thứ bảy chủ nhật thì em với bạn hoặc là chị gái hoặc em gái của em hay ra ở khu quận 1. Là ở đó thì tập trung rất là nhiều Tây Ba Lô đến, thì tụi em hay ngồi uống nước ở đó rồi luyện người ta nói tiếng Anh thì mình cũng tốt như mình, hoặc là mình cũng có thể xã giao với người ta, người nước ngoài người ta rất là thân thiện. Cho chị hỏi thêm một câu là khi mà làm hồ sơ trong đại dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của chúng tôi? Khi mà em làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì em thấy mấy chị rất nhiệt tình. Với lại là em làm hồ sơ rất là nhanh. Tại vì lúc đầu em chưa có đi du học thì em nghĩ là làm hồ sơ sẽ mất cả mấy tháng. Nhưng mà chị tư vấn cho em thì chị làm rất nhanh, khoảng chừng 2 tuần hoặc 3, trễ nhất là 3 tuần là chị đã gọi điện báo là hồ sơ em xong hết rồi. Trong cái thời gian mà đợi cái kết quả của lãnh sự thì em có cảm thấy hồi hộp hay là lo lắng gì không? Dạ, em thấy cũng hơi buồn, tại vì cũng phải xa nhà, cũng không được ăn cơm mẹ nấu. Với lại cái đó là tự mình phải nấu ăn. Dạ. Đúng không? Nhưng mà cũng cái đó cũng là do tương lai của mình nên mình cũng phải ráng thôi. Đúng rồi, với lại hơn nữa Singapore nó cũng rất gần Việt Nam. Thì với những cái kỳ nghỉ mà ngắn như là 2-3 ngày thì em cũng có thể là đáp máy bay về Việt Nam được rồi. Qua đâu thì mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương em? Dạ, là do em qua một người anh của em. Anh em hồi đó là học đại học ở đây, học đại học RMIT. Nhưng mà sau này anh em nộp học thạc sĩ ở bên Sing. Thì anh em mới ra đây thì anh em nói là mấy chị ở đây làm rất là lẹ, làm rất tốt, nhiệt tình nữa. Mà làm là đâu như đó, mà không có cần phải đi tới đi lui nhiều như mấy chỗ kia, nên anh em nói là thôi ra đây làm. Nên ba dạ. Thì trước đây ba cũng có đi mấy trung tâm tư vấn, nhưng mà cũng người ta cũng phải chờ cái từ lúc hỏi anh em thì anh em nói thôi ra đây làm đi cho nó nhanh, chứ chờ mất công nữa, mất thời gian của mình. Dạ, anh em trước đây cũng đã làm và sau đó tăng đời chưa? Dạ. Chị cảm ơn những chia sẻ của Gia Hân và cũng như những cái lời
khen của em dành cho nhân viên Tân Đại Dương ha. Dạ, cảm ơn chị. Vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Do Hân về những cái kinh nghiệm làm hồ sơ cũng như sở thích cá nhân của mình. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Singapore như thế nào, chọn trường nào thì phù hợp thì các bạn hãy liên hệ ngay đến các tư vấn viên của Tân Đại Dương theo địa chỉ quận nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Các bạn hãy tới địa chỉ gần nhất. Và để được tham khảo thêm các bài chia sẻ của những sinh viên đã nhận được visa du học các nước thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!